Xin chào anh em, hôm nay em giới thiệu cho anh em một cây E61 Inio anh em nhé. Còn nguyên siêu màn này, phím bỏ nhiều hết anh em. E-mail này, nó có cái dây quỳ dán ở đây là máy nguyên chưa bị dính nước anh em ạ. Đấy, email nó có cái kẻ caro này anh em nhìn chưa? Rồi 7557. Tất cả những cái này nó bằng thép hết anh em nhé. Này cái viền này này, nó là một lớp sơn, sơn tĩnh điện lên thôi, nhưng mà bên trong nó là thép không gì. Chỉ một cái nắp lưng này, nắp loa là nó liên quan đến sóng điện thoại, nên người ta không bao giờ người ta làm được bằng thép được, nên người ta bắt buộc phải làm bằng nhựa tổng hợp. Vỏ nó bằng sắt, cái sự khác biệt. Con này gần như là con điện thoại Nokia duy nhất 90% chưa cắm sim thì em vào để cho anh em xem để nó nguyên bản đến nỗi nha. Chứ mua mấy con máy kiểu như này là chắc ăn nhất, vì lý do là bây giờ đến cắm sim là nó vẫn chưa ăn lốc. Đây không, cắm sim Việt Nam này, Vinaphone này, cắm sim Việt Nam vào. Chưa ăn lốc thì có nghĩa là nó chưa sử dụng được tại, à, người ta chưa sử dụng được tại Việt Nam thì chỉ để sưu tầm thôi. Thì như thế thì là new là chắc ăn nhất, không phải suy nghĩ gì cả. Bật lên cầm chất thích lắm anh, cầm nó nặng tay. Đây anh em này, đây là sim bị cái này, nó là tiếng Đức nên là mọi người nhìn thì không ấy, không hiểu, nhưng mà nó là sim. Máy này nó chưa unlock nên là nó hiện cái dòng thông báo đấy, không vào được anh em ạ. Đấy, không làm gì được. Thế nên mình phải unlock khi dùng được mạng ở Việt Nam. Thế nó có cái vấn đề này thì vì nó chưa unlock nên là ông không thể nào sử dụng được Việt Nam được, mà chưa sử dụng được là ông chỉ có giữ, ông sưu tầm thôi. Là thế thì mua những con máy như này là chất nhất, khỏi phải lo là đã user hay gì cả. Còn cái này thì mình sẽ có cách để unlock để nó lên quốc tế thì cắm sim nào cũng được, thì cái này nó đơn giản thôi. Đấy, để chủ yếu là giới thiệu cho anh em mà chưa unlock thì là nó yên tâm, chơi sưu tầm là không sợ. Sợ gì cả. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào anh em, đây là quá trình unlock con SMI ở bộ ATF này. Đây, thông tin về máy đây anh em nhé. Máy này
lốc nó ok rồi anh em ạ. Test pass hết này. Đây, sắp xếp không đăng này. Xuất lại máy, xuất lại thông tin làm gì nào nhé. Đây là phong máy thần này thông tin này. Ok hết này hiểu ạ. Đây này, cái dòng sim lock này. Pass này. Đây, ok là ngon rồi anh em ơi. Xin chào. Đây sau khi unlock xong con này. Đấy, IMEI con 7557 này. Cầm sim Vina em test thử anh em. Tất cả vào đăng ký với anh em ạ. Đấy, ok rồi anh em này. Lên sóng liền. Ui dồi, ngon. Phun sóng Vinaphone luôn anh em nhé. Chuyển sang tiếng Anh cho nó dễ sử dụng. Tiện để test luôn. Đang tiếng Đức anh em. Tiếng Anh là dễ sử dụng. Chưa khởi động lại mà lâu thế. Đây, đây là máy đầy cổ hồi khởi động khá chậm. Toàn bộ vỏ những cái viền này bằng thép hết. Cái năm lực ngưng này thép không gì hết. Ok hết rồi. Mình vào qua các tính năng. Ấn phím nhạy lắm anh em. Thêm. Chọn thêm Nokia F2 luôn. Màu xanh này cho nó đẹp. Đúng màu cổ điển. Sao tăng 06 tăng phím êm lắm anh em, đuôi 7557. Đây là phiên bản này, phiên này năm 2008 với bản sau cùng. Ui giời, máy new nguyên chưa sử dụng anh em, còn nguyên siêu rồi. Net 900. Ấn phím 1 để nạp tiền vào tài khoản. Ấn phím 2 rộng để lắm thay anh em đổi à. Ngôn ngữ. Ấn phím 3 để tất được trợ giúp. Ấn hết. Phím 4 ngon. Ai cần thì liên hệ Zalo 0982 830738 để nghe thông tin về tài khoản. Ấn phím